Lộc thì hôm nay ông Vĩnh Lộc sẽ đưa các bạn đi thân chức của tạ ơn của cha Sơn nha các bạn.
Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Zebedê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương luôn biển trời, thành kiến và sai những tâm hồn của Ngài đã tại lời mời gọi của người, đã đi văn báo và ơn minh chúng tình yêu cứu độ. Trong thánh lễ tạ ơn này, chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình cầu xin tha thiết.
và hôm nay đã tổ chức thánh lễ tạ ơn cho con trong sự trang nghiêm và sâu sắc. Trong giờ phút thiêng liêng này, con xin gửi lời công ơn cha Ba Khoai Lỗ Đình Phượng, cha Giuse Vũ Văn Giòn, cha Pedro Vũ Kim Phúc, cha Giuse Vũ Thanh Long đã dành cho con những tình thương và sự giáo dục. Chúa bao la tiếng ra xuống chân hòa, khi tay con đã bé qua những bóng không vừa. Khi Ngài là nơi dừng đến to, thần khi Ngài đã giảm cho sâu, tình yêu Ngài các bạn ơi, lễ đã xong, bây giờ mời các bạn đi theo chân mình vào trong cuối nhà thờ để ta dự tiệc ăn mừng cho cha Sơn thuộc giáo xứ Đông Sơn, giáo phận Thanh Hóa nha các bạn. Hôm nay là lễ tạ ơn các bạn. Các bạn đi vào theo mình nha. Ông ơi, cái gì ông ơi? Đây mà các bạn đi theo chân mình nha. Bây giờ là tiệc cũng là khách rất đông rồi các bạn ạ. Xe này xe của các cha nha các bạn. Xe rất đông các bạn ơi, xe này tất cả là xe của các cha nhé, các cha đấy. Hôm nay tạ ơn cha Sơn, cha lễ tạ ơn cho cha Sơn con là vui cho các bạn tại xứ Đông Sơn tận Đình Hóa nhé. Và các bạn ơi, hôm nay xem các bạn này rất đông, hôm nay là nó khách thì quá đông cho nên là nó hơi ồn, thế mong các bạn thông cảm.